Đồng Hải xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay thì bắt đầu một cái chương trình để chuẩn bị làm cái biệt phủ của vợ chồng mình. Sáng nay thì mình vào sớm để lắp máy bơm, máy viết các thứ. Hiện giờ thì nước đã bơm về đầy phi rồi đây. Buổi sáng nay thì lại nó trục trặc một chút, có nghĩa là ở trong này thì không mưa, nó chỉ bay bay như này thôi. Nhưng mà ở ngoài thị trấn thì mưa tầm tã luôn. Đâm ra là các bác thợ buổi sáng nay lại chỉ hoãn mất một buổi sáng để cho cái chương trình buổi chiều mới vào làm được. Nên buổi sáng này thì mình sẽ lại dọn lại cái chỗ sân bãi này và mình sẽ trộn một ít vữa để mình rải ở đây cho nó sạch. Khi mình làm vữa thì nó sạch sẽ, nó không bị dính đất. Nó sẽ tốt hơn cho cái công trình nhà mình. Và xã mình thì hiện giờ đang ở trong vườn trong kia, đang đi cắt cành. Đặc biệt ở đây rất là hay mọi người ạ. Từ đây đi ra ngoài thị trấn kia thì có hơn cây số thôi. Mà có lúc thì ở ngoài kia mưa tầm tã thì trong này khô ráo, như chẳng hạn như hôm nay. Còn nhiều hôm ở trong này mưa tầm tã thì ngoài thị trấn lại nó chẳng có giọt mưa nào. Cũng rất là tiếc cái thời tiết nó không như hôm qua, đã kể mà nó nắng độ 2 đến 3 ngày thôi thì những cái cỏ ở dưới rãnh này nó khô hết đi, thì mình đốt đi cho nó sạch sẽ thì tốt quá. Nhưng mà trời nó lại không được như ý mình, thì nó không nắng. Nhưng mà thôi, thời tiết kiểu gì thì một vài ngày nó cũng vẫn phải nắng chứ nó không thể mưa được. Vừa rồi mưa đúng một tháng rồi. Đấy, hôm qua mình phát ra xong thì trời nó nắng được một ngày, nó đã tương đối là khô rồi. Nó chỉ cần thêm một ngày nữa thôi. Như ngày nay mà nó nắng như hôm qua nữa ấy, thì chắc chắn là lại đốt tốt rồi. Và thôi bây giờ thì công việc của mình tiến hành để làm cái sân bãi này đã. Làm cái sân mình láng một lớp xi măng ở đây để mình đánh vữa cho nó sạch sẽ. Rồi sau đó thì mình sẽ đi tranh thủ đi chặt một số cái cây để mình làm cho xong cái dàn mướp này cho nó chắc chắn mà. Chứ mướp bây giờ nó bò ra cũng tương đối dài rồi kìa. Buổi sáng nay thì hai cháu người đồng bào cũng vẫn tiếp tục làm cỏ những cái cà phê non cho mình ở dưới tận dưới kia kìa. Đấy, xe để dưới tận dưới. Hôm qua làm khu vực trên này xong rồi. Chắc là ngày nay làm nốt ngày nay nữa thì cũng xong được cái cỏ cà phê con. Như thế để một vài hôm nữa thì mình sẽ tranh thủ mình bỏ phân. Chứ còn nếu mà để cỏ nó mọc chung quanh gốc cây ấy, thì bỏ phân là nó sẽ bị tốn phân để nuôi cây cỏ hết. Còn như kinh nghiệm mọi người ấy, thì cái cỏ ở chung quanh ở trên bờ cao ấy, thì cứ kệ nó. Để từ giờ đến một vài tháng nữa cũng không sao, để cho nó lên nó càng mát đất, miễn là nó đừng gần gốc cây là được. Trong gốc cây là phải làm sạch sẽ đi, rồi thì đến mùa khô cái thì bắt đầu sẽ phát và vạc cho nó xuống dưới hố và lấp đất lên để làm phân. Cái kinh nghiệm của mọi người nó như thế thì đất lại tơi xốp hơn nữa rất là nhiều. Rồi bây giờ công việc của mình bắt đầu tiến hành thôi. Đấy mọi người ạ, nước nôi thứ mọi cái đầy đủ hết rồi. Gạch thì đã vào tận trong chân công trình rồi. Đồng Hải cũng xin lỗi khán giả là có một cái video mình bị đăng nhầm lại. Thật ra mình phải xóa đi. Nên là mọi người thông cảm nhá, bởi vì nó thật sự là công việc nó bề bộn quá. Mình khi đăng tải lên ấy mình không để ý những cái kia mình chưa xóa đi. Thế là nó bị đăng lại. Thì rất là mong quý khán giả thông cảm cho Đồng Hải. Nói thật là nhiều lúc làm video xong không kịp để kiểm tra lại nữa cơ. Cứ vào câu chỉnh sửa cái xong là nó có một số cái lỗi thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Hôm trước ấy làm cầu thì mình vẫn còn một ít cái xi măng đây, nhưng mà chắc là có khi nó cũng hỏng rồi. Mình phải xem đó, xem còn làm được không. Không làm thì mình sẽ lấy cái bao khác mình làm. Đóng bánh, đóng cục rồi. Đấy, đóng cục rồi.
Đây là mày nó vẫn chưa bị vón đấy, một chút thôi. Cái này thì mình đổ cái chỗ này thì cũng không sao, rửa thêm xe cát và nữa là làm được cái sân thôi. Này thì mình để làm láng cái chỗ này thôi, đâm ra cũng không cần phải là nó tốt lắm. Đó, để cho nó sạch thì khi mình đánh bữa nó đỡ bị bẩn ha. Cái bữa nó càng sạch bao nhiêu thì chất lượng xây càng tốt. Cái này thì từ ngày mai lúc mình đánh vữa lên đây nữa thì nó sẽ có cái nền sẵn. Xong cái thì mình cũng sẽ đánh mấy bao xi, mình giải đoạn đường chỗ đoạn từ đây lên chỗ ở bên đầu vườn của mình trước đã. Còn là cái đường trên kia thì chắc là phải làm sau. Giờ thứ nhất là không có thời gian. Thứ hai là giờ kinh phí mình không có, đang ấy lúc khó khăn nhất mọi người ạ. Trước thì có tiền mình đi làm thiện nguyện thoải mái, bây giờ lại khó khăn quá. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đổi lại được những cái thước phim để đời, để mình giữ lại, mình sẽ giữ mãi đến về sau cho con cháu mình sẽ xem được những cái công việc mình làm nó có ý nghĩa. Nói thật sự cái đợt làm cái đường lên nhà cháu Xính mới là vất vả, làm lên đấy vận chuyển được những cái xe cát, xe bột đá đi lên đến nơi, những bao xi đi lên, tưởng cho gần nó xé nát xe máy ra, xong nước đi lấy mấy cây số mới có được can nước, cái đèo, thế mà mấy chú cháu cũng vẫn cứ làm được. Rất tiếc là mình chưa làm xong được hết nốt lên nhà cho cháu thì mình đi vào đây rồi, tâm ra là cũng còn dở mất một đoạn. Có cái dốc cái chỗ đồi bồ đề của nhà bác Mạc, cháu Xính cũng gọi điện cho mình liên tục ấy, mình hỏi thăm về cái con đường cháu bảo đi như thế mà không trục trặc, không bị nứt, bị hỏng chỗ nào. Thậm chí vừa rồi, cái thời gian vừa rồi, bà con Lũng Cáng ấy, muốn đi ra ngoài đường vì cái lý do cầu hỏng, thế là phải đi vào trong cái đường đấy để đi ra. Đấy, cái cầu mình làm rất đơn giản thế thôi, có mấy trăm nghìn cái cầu, nhưng mà mưa lũ như thế nó không ảnh hưởng gì, bởi vì cứ không phải là cứ nhiều tiền thì nó mới là được đâu. Mình làm sao mình tính toán nó hợp lý. Cái này đơn giản này thôi. Đấy, nếu giả sử đi phụ hồ thì mình phụ thoải mái mà. Tranh thủ làm này thôi, xong chí còn phải đi chặt dế rồi 5-6 cái đoạn gỗ dài dài để bắc qua cái mương này để làm cái dàn mướp. Tre thì mình đã chặt ở dưới kia rồi, một bó to nữa. Đó, cây lỗ, à những cây le chứ không phải lỗ. Ở đây không có lỗ đâu, không có lỗ, không có lỗ A.
chỉ có cây le thôi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ để cho nó ngấm, xong bắt đầu mình sẽ đào thì san ra đây nữa. Bây giờ đến chiều là nó cứng mặt rồi, thì làm nó rất là sạch. Cái gì đấy, mày đi chạy trốn à? Chạy trốn nào kịp với mình được. Đấy, bây giờ nó ngấm rồi đấy, mình có thể đảo ra được rồi. Như này là tha hồ thì đảo được để khai báo xi rồi. Ngày mai nó cái vữa rời vãi tinh tinh cán rộng ra nữa. Sáng nay mà ngoài thị trấn nó không mưa thì bây giờ mọi người đã xếp cái móng gần nó ổn rồi. Thế lại mưa ngoài kia. Bây giờ các bác lại không bảo cho mình biết. Cái máy của xã mình thì không hiểu lý do gì gọi bị hạn chế của gọi. Điện thoại mình thì sáng mình đây phải đi đăng lại phim.
Đúng rồi, sơ suất một tí mà kiểu mình không xóa cái video đã tải lên rồi ấy, thế là tải lại cũng không có thời gian để xem nữa, cứ tải lên xong là hẹn giờ nó đăng nữa. Cuối cùng may mà khán giả bảo, chứ hôm nay mà vào chỗ không có mạng thì mình cũng không biết luôn. Mạng ở chỗ khu nhà mình ở thì nó rất là yếu lắm. Mở cái video hero để trả lời bình luận không mở được, mỗi lần đấy là phải đi ra ngoài quán để nhờ wifi. Và trong khu vực này thì lại có mạng nó không khỏe lắm nhưng mà nó còn xem được. Như ở cái nhà vợ chồng mình đang ở nhờ ấy thì không xem được. Thì làm được cái nền như này thì đến lúc mình đánh bữa nó sạch sẽ, không bị cái đất cát. Tối hôm qua hai vợ chồng đi ra ngoài thị trấn để đi lấy sắt sáo về để giằng móng với cả đổ mấy cái thứ linh tinh nữa. Tức là đi con siêu xe nó tự dưng nó lại dở trò không có đèn. Trên xe thì một khoanh sắt mấy chục cân, còn hai vợ chồng ngồi lọt thỏm vào trong. Ba lần đi ra ngoài thị trấn bị công an thổi nồng độ cồn. Thì một lần thì hai vợ chồng vác cuốc, thế là các chú công an nhìn thấy thế, hai ông bà già lại bảo thôi đi luôn. Xong rồi cũng một lần thứ hai thì là hôm đi lấy cái bình thuốc sâu, bình phun thuốc ấy, cũng thế. Coi như buổi tối họ làm ở thị trấn Yagrai này nó thổi nồng độ cồn rất là khắt khe, nhưng mà làm thế cũng là tốt thôi để cho nó đỡ tai nạn. Không, các anh ấy nhậu xỉn mà chạy coi như là nguy hiểm lắm. Thấy hai vợ chồng ông bà già thổi lại rồi, xong bắt đầu thấy hai ông bà già khoác cái bình thuốc dâu lại bảo thôi hai bác đi. Đến hôm qua thì đi tối không có đèn nữa, đèn lại có đèn hậu nhưng mà ở ngoài thị trấn thì nó có đèn đường, nên là các cái chú lại tít còi gọi lại xong lại nhìn thấy hai ông bà già một cái khoanh sắt to đùng tròn vo. Tí nữa mình quay cho mọi người xem, coi như ngồi lọt thỏm ở trong cái vòng kim cô. Bác bật đèn lên đi. Bảo đây rồi, nhưng thực tình xe mình có đèn thôi, nhưng mà đi đường ngoài thị trấn thì đèn đường nó rất là sáng. Rất là buồn cười. Ba lần công an nè chặn hai ông bà già, nhưng mà được cái là ở đây người ta dễ lắm, không khó khăn đâu. Nhìn thấy người già nhưng mình ông lại vẫn đi lao động ấy, thế là người ta cứ bảo đi luôn, không hỏi cái gì nữa, không kiểm tra giấy tờ hay là, còn nếu mà giấy tờ thì mình lại quá đầy đủ. Làm gì đây? Đang làm sân vận động. Đây. Đấy đấy. Đấy không còn làm cầu ấy. Thì nó sạch sẽ, nó đỡ ấy. Nó không bị đất cát vào cái của mình thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đằng nào cái bao xi nó để
Rồi, thế mà không chết nhá. Nó cũng hơi vón vón một tí, nó ướt nhưng mà vón vón tí mình lấy chân mình đạp phát nó tan ra. Nó chỉ có từng này thôi, thôi đến lúc mình đảo bữa rồi mà nó lại mỗi hôm nó dính thì lại lôi ra một ít. Mỗi hôm thì nó lại nó kéo dài ra một ít chứ. Sân vận động gì mà bằng cái bàn tay vậy? À đây sân động đậy. Quên mất. Gọi nhầm. Cái này là ngon rồi. Thế rồi. Cái này. Ừ thế là mai cái thành con đường đi lên đến cầu này. Ngon lành ra kéo xuống đến nhà kia này chứ. À, thì tất nhiên là phải làm chứ. Làm không chưa làm được đường lên trên cái vườn kia nhưng mà phải làm được đến chỗ qua cầu này chứ lên đến chỗ cái đầu vườn mình kia. Đấy, nó chỉ vài bao xi thôi, mình làm bên kia mình làm nhỏ nhỏ ấy. Thì mưa nó không bị trơn đây. Ở đoạn dưới này là trơn nhất. Không, đến lúc rồi nó còn kéo ra nữa mà. Bây giờ nó cứ có ấy thì mình kéo để cho nó cao cao đằng này. Đúng rồi, cái chỗ ấy là làm sau, cái móng thì xây ở cái gạch kia. Ở hai bên kia thì xây trước bằng cái ý, hiểu không? Đâu phải tính là có chồng trước cả nhà, tính trước hết cho mình giá để tính cái gì cả. Đúng rồi, cái này mình làm quen rồi. Thật sự là thời gian trước mình cũng nhà mình không có đàn ông, nhưng mà mình khoán hết, thế làm cái nhà to thì nó mới đây là... Nói thật sự mình không có thời gian, nhưng có thời gian thì cái nhà này mình cần một người phụ nữa là xây một tuần là xong cái biệt phủ này. Nói chung là xây thì được cái là mình xây thì nó đẹp hơn, bởi vì không cần căng dây hả? Ừ, căng dây thì nó lại cong, không căng thì nó còn đỡ cong. Ừ. Nói câu đầu thì nghe được lắm. Không bận thì kiếm một thợ phụ nữa là làm còn là xong, nhưng mà thì vẫn thành nhà mà. Ừ, biết tại sao không? Người ta làm thế nó mới chắc. Còn ở bên bây giờ bên Áo ấy, bên nước Áo bây giờ là người ta những cái bức tường, những cái bức tường rào, tường thành người ta xây đúng ở các nơi ấy, không bao giờ xây thẳng, xây hình chữ S. Biết lý do tại sao không? Nhưng mà biết lý do tại sao không? Thế mình ta phải hỏi lý do tại sao mà của cả một quốc gia người ta xây những bức tường để nó khỏi vỡ, khỏi đổ. Bởi vì là không, nó lượn này nhá thì nó tạo cái sóng thì không, nó bức tường rất chắc, dù cả dù tường 5, tường 10 thôi. Nếu không thì phải xây tường 20, 30 nếu xây thẳng. Còn cái tước tường cong thì nó thành một cái gân ấy, thành những cái gân để nó giữ tường cho nó không bao giờ bị đổ. Đấy, chứ không phải là bào chữa mà. Ở nước ngoài cái nước phát triển ra làm không bao giờ xây được cả nhà, xây cong thì giỏi lắm. Không phải mà gọi là cong ăn cong, thẳng ăn thẳng. Cái kiểu cây tre Việt Nam ấy. Trước là cô giáo dạy bài cây tre Việt Nam ấy. Cây tre Việt Nam cây nào cũng thẳng. Ông bắt đầu học sinh mới bảo là không phải đâu, nhà em vườn tre nhà em cong, nhiều cây cong lắm. Thế cô giáo mới mở ngoặc, phải thỉnh thoảng vẫn có cây cong. Đấy. Hay quá. Đấy.
À, ở dưới nó rậm hơn, mà cả dưới cũng đẹp lắm, lên lên đẹp lắm, lên mầm lên thì cũng nói chung là vẫn bị một số cái cây nó yếu, nhưng mà nói chung là đẹp, lên lên tương đối đẹp. Nước nhiều lắm, nhiều giếng ấy, nó không cạn nhiều nọ đâu. Mình lọc đi thì được, không nước giếng nó sạch mà, có cái bảo nó có rác rưởi ở dưới thì đã đành đi, không có cái gì. Mình thích thì mình chỉ hút cạn nó đi thôi, hút cạn hết đi để nó lên nước mới thế thôi, chứ còn tự dưng thế còn gì nữa. Còn bây giờ quan trọng quá cái ăn uống thì mình lọc rồi, máy lọc để làm gì? Tại anh lắm rồi, em có một người đâu. Không phải lắm mà mình làm việc nhiệt tình, còn những người làm lười thì làm gì nó ra mồ hôi. Bữa nhưng mà người ta làm nó cật lực đây, mình làm hơi hợt. Còn cái tay em chưa cưa được á. Được nhiều cưa sau hay gì được. Thì bây giờ đang làm đây để chạy ra đi cưa à. Bên kia cuối cùng thì có mấy cây ở cưa đấy. Mình nhớ ở lô thứ ba, sắp sửa đã xong được cái chân động đậy đấy. Có làm mấy mâm cơm không nhỉ? Mọi người comment cho Đồng Hải xin ý kiến nhé. Cái này là mấy mâm để khánh thành. Khánh thành. Thôi, đã bảo rồi. Mỗi hôm đảo nó bắt đầu kiểu gì nữa chờ. Dính lung tung cái thứ gì. Đã xong. Chào bác, giờ bác làm gì đấy bác? Đồng Hải xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là mình tranh thủ buộc cái dàn mướp lên kìa. Mọi người nhìn này, ngọn mướp nó xóa hết lên dưới rồi. Vừa đi chặt được một số cái cây gỗ để bắc. Có nghĩa mình chỉ làm dàn thấp này thôi. Chỉ cần cũng quả không cần dài lắm đâu. Nó chỉ cần xuống đến dưới mặt đất kìa được rồi. Giỏi lắm, độ 2 mét bao nhiêu. Đấy, vừa đi vác thêm được một bó kia nữa, về tí nữa thì mình sẽ giải. Bây giờ thì xuống để bắt cái cây này đã. Là nãy giờ là anh đi chặt cây để làm dàn mướp đấy hả? Vừa đi chặt lên tít trên kia ra tận ngoài kia mới chặt, chứ ở đây có sẵn đâu. Hiếm cây lắm. Gác qua mương. Cao này được rồi. Thế là được rồi, lúc lấy mướp về. Ta lấy cuối cuối tí cũng được. Em thấp mà em có cao đâu. Mình không phải bơi thuyền nhỉ. Ngày xưa mướp làm phải ao, không phải bơi thuyền ấy. Anh biết chỗ cái cây kia là cái gì không? Cái cây che cọc kìa. Chịu. Em trồng củ gừng vào đấy đấy, em cắm để em... Nhưng mà có thấy lên đâu. Em biết chỗ mà. Thường thì bác cho chéo chéo dàn ra đây thì cho nó không cần rộng như này quá. Rộng đâu. Ôi, mướp nó mới ra nhiều đó mà một mắt một quả, một mắt một quả cả nhà, mà không biết là nó có đậu không. Đó cái quả mà đúng không anh? Đúng rồi. Sao không đậu, nhưng mà bây giờ mình phải cho phân vào, thêm phân vào.
Nay mưa cho tí phân phân vi sinh nhé. Ừ. Cho cái gốc sang bên kia tí. Tí nữa phải buộc lên này đã xong. Tí buộc nó mới đứng được, buộc rằng cả cây ngang nữa nó mới đứng được. Ừ. Chứ còn bây giờ nó đang hoạt rẹo này. Không có cây to, chỉ có cây thế này thôi. Không có đâu. Ở đây thì kiếm cây khó lắm. Đây, xa xa ngoài kia là hai cô bé đang đang sáo cỏ cả con cả nhà. Bé cái gì? To đùng. Đấy. To đùng thì với mình là cô bé. Lúc này chắc chắn là được ăn đấy, bởi vì tốt lắm mà cái quả rất là oai. Thực ra cái giống á dài lắm anh ạ, phải hơn 1 mét á, cái giống lấy nhà bác Hường mà. Ở đây mướp nhà bác Hường, bác Thành ấy, thì mướp rất là đẹp. Cứ gác lung tung vào thế là cũng có chỗ cho nó leo là sẽ được ăn thôi mà. Chắc chắn là được ăn. Còn nhưng khi mà... nào mình có điều kiện thì mình sẽ làm chắc chắn luôn. Ôi, đây cái dàn mướp. Thì mình giờ làm dàn mướp. Mình mai làm kia mà màu. Làm thì bắt đầu bắt cái cột sắt gì. Đúng rồi. Cột sắt xong rồi. Làm mấy cái cây xong rồi mình gác cái dèo này là bằng tre thôi. Nó đã cột sắt thì lại làm cái lưới lên nữa thì... Đấy. Nó là... Không, làm lưới làm gì, làm cái dèo bằng tre này là đẹp rồi. Ơi, cẩn thận không có gãy hết. Gãy thế nào được. Nó cầm trên tay cơ mà. Tí nữa mới bắt đầu mới bắt thêm sau. Bây giờ để tạm này. Nhìn nữa, sau khi nó bắt chéo sang bên kia kìa. Ừ. Thì thành cái dàn liền nhau, cái cây dàn này tí nữa kéo sang bên này nữa này. Ừ, đúng rồi. Chứ không phải thế này đâu, nó kéo. Dây nhiều mà, anh đem cả cuộn vào mà đúng không? Thôi, để lấy một cái cây dài để nối vào nhau, rằng cho rằng nhau đã. Đồng Hải vác cái dèo này để gác lên trên đó cả nhà. Anh nông dân thứ thiệt. Được cái rất là giỏi, cái gì cũng làm được. Trông xấu xấu vậy thôi nhưng mà cái gì cũng biết làm. Xấu mấy cái đứa khen mình đẹp bỏ mẹ, đẹp gần chết. Ôi, đẹp mà đẹp bỏ mẹ mới đẹp gần chết làm sao. Mà xấu. Để mật mí cho cả nhà biết nhá, lúc trước mà kể chuyện với Ngọc Thủy là có cái cô kia, quen cái cô kia, cô bảo là nếu mà trắng một tí là cô lấy làm chồng đấy, nhưng mà tại vì đen quá. Chẳng qua là không trắng thôi đúng không? Chưa đánh phấn. Đàn ông thì đen nó mới khỏe. Mình thì lại không thích người trắng. Đẹp đen giòn. Mướp thì cứ gác lung tung vào là nó sẽ... Nhưng mà cái này sẽ buộc để cho nó giữ dàn. À. Để có cái cây to to à, tốt nhỉ. Cái này cái ghế nữa, nhưng mà mình rằng rồi thậm chí nó cứ chéo lên nhau ấy. Đào đâu ra cây. Mà cây gỗ nữa thì lại nó là nặng trên được cái gì. Đây này, đây đang có gỗ mà anh. Gỗ rồi bắt dọc này hết đi. Cắt bớt mấy cái lá chuối anh nhỉ? Chặt bớt thì cây đấy.
cây đấy, để không để chặt một cây. Thế sao? Thế này là chuối tiêu đúng không? Lật xuống rồi. Cho dựa vào cây chuối. Để nó chống hả? Tính ra nó vừa đủ hết rồi chứ. Là lấy cây ra thì nó yếu cây đi. Cây chặt luôn không để. Kệ nó. Tự nhiên chặt mất cái đọt đi. Làm thì cái cây gốc còn chả có đọt. Ôi giời, coi chừng đất cái dây mướp kìa. Cái chỗ này mướp xấu xấu thì anh lại làm chắc chắn, cái chỗ kia mướp đâu đẹp. Làm xong đâu. Thế hả? Tới cái gá, phải lấy bây giờ đang được. Từ đây anh đi này. Cái dàn mướp này mà kia xấu nữa thì cũng bố tay. Ngoài kia nó mới tốt. Mướp này á? À? Mướp này em chả khi nào em ăn cả. Trời hôm nay rất là đẹp trời mà ở ngoài huyện thì lại mưa to, các bác thợ xây không vô. Buộc mấy cây rằng ngang ngang cho nó khỏi bị lật, với lại cây nọn rằng cây kia cho nó tốt, nó chắc, quên. Đồng. Trồng mỗi quả 1 mét là cũng tốt rồi. Có khi quả 1 mét lúc ăn hai vợ chồng lại phải cắt một nửa quả, còn một nửa quả lủng lẳng ở trên cây nhỉ. Cái mướp nhà bác công nhận nó dài nhỉ. Ừ. To quá. Em thích cái loại ngắn ngắn thôi. Ngắn ngắn chừng 50 phân một thôi. Mướp nó nhỏ nhỏ ấy, nó ngon hơn. Nó to thì chỉ đẹp. Đấy, cái chỗ này thì hơi thưa thưa, cái đường cây nữa là đẹp nhỉ. Đẹp cổ lắm rồi đấy. Cả nhà mình ạ,
Buổi sáng nay thì ở ngoài thị trấn lại mưa rất là to, mưa như chút nước vừa ấy, nên là thợ xây người ta lại không vào làm được. Chứ ở trong này nó không mưa, mà lúc liên lạc thì bà xã mình lại không liên lạc được, đâm ra là bị nhỡ mất buổi sáng. Thì sáng nay mình cũng vào thật sớm để đi lắp máy bơm, đấy, bơm về đến thùng phi nước ở đây. Đây đã đảm bảo để nước để đánh vữa, thì cũng tranh thủ thời gian. Thì còn một ít cái xi măng đợt hôm mình làm cầu còn đây thì mình cũng làm được một cái sân động đậy này, nhỏ nhỏ này để đánh vữa cho nó sạch sẽ. Và tiến hành đi chặt cây để bắt cái dàn mướp. Nói là dàn mướp của mình nó còn bé tí này thôi nhưng mà thích lắm mọi người ạ. Quả nó rất là sai luôn. Vừa xong thì mình có kéo lại cái dây, đâm ra là nhìn nó không được đẹp lắm. Nhưng mà chắc là đến ngày 1, ngày 2 thôi thì các cái dây mướp này nó lại trở về trạng thái bình thường ấy, của nó. Và mọi người nhìn này, nhìn những cái quả mướp, mỗi mắt là đều có một quả luôn. Nhiều lắm. Hoa này. Thật sự là lâu lắm rồi mình không được ăn bữa hoa mướp. Hoa mướp với cả cái tay mướp ngon lắm. Thế mọi người nhìn thấy không? Những trái mướp rất là xinh. Cái giống mướp này thì lấy ở ngoài chỗ nhà bác Thành, anh trai của Ngọc Thủy. Nên ở ngoài bác cái rồng thì rất là sai. Nên vào đây thật sự là mình nhà trồng mà mới còn non như thế này mà đã thấy đây mắt nào cũng có quả nhá. Thấy không? Thích lắm. Đấy, bây giờ thì mình cũng tạm thời là bắt được xong cái dàn này như thế này rồi. Tha hồ, nói chung là mình chăm sóc, phân bón vào nữa thì không thiếu mướp ăn đâu. Mướp thời gian này đi ra chợ mua đắt lắm, 10.000, mười mấy nghìn một trái cơ. Nên đồng này tha hồ ăn rồi. Và bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Vợ chồng Đồng Hải xin kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo của vợ chồng mình nhé. Rất mong mọi người vào xem và ủng hộ cho vợ chồng Đồng Hải.